Sau tập 22, Độc Đạo càng được khán giả đón chờ hơn bao giờ hết bởi loạt tình tiết gay cấn, nghẹt thở. Trong tập 22, công an đã xông vào nhà Hưng Khẹt và tìm được bằng chứng là lô hàng nóng. Trong khi đó, Hồng Tẩu thoát thành công sau khi bắn chết Hưng Khẹt. Tuy nhiên, người xem không tin rằng đây là sự thật. Hồng không thể nào giết người, hơn nữa lại trước mũi của lực lượng chức năng như vậy. Sự thật là Hồng đã hợp tác với phía công an trong vụ án vây bắt Hưng Khẹt lần này. Ở preview tập 23, Hồng có cuộc nói chuyện với Long. Anh là người nắm đằng chuôi mà lại hỏi câu đấy. Hồng nói với Long, anh đừng suy nghĩ như thế, chúng tôi không ép anh. Việc giúp đỡ lực lượng chức năng thực thi pháp luật là trách nhiệm của mỗi công dân, Long đáp lại. Sau đó, Long có nhắc đến chuyện hợp tác với Hồng và Hồng cho rằng cũng chính vì hợp tác nên Hồng cũng có quyền quyết định những việc mình làm, đi nhanh hay đi chậm, chỉ cần tuân thủ nguyên tắc vì lợi ích chung. Nghe vậy, Long đồng ý và nói rằng, được, chỉ cần anh nhớ rằng giúp chúng tôi cũng là giúp chính bản thân mình. Như vậy, có thể hiểu, vụ án công an ập vào nhà Hưng Khẹt thu giữ hàng nóng chính là phi vụ hợp tác mà Hồng và Long nói đến. Nếu vậy, khả năng cao, cũng chính công an đã giúp Hồng ngụy tạo cái chết giả của Hưng Khẹt để đem bằng chứng đến cho quân giả. Hưng Khẹt bị bắn, nhưng chưa tìm thấy xác. Hắn rất có thể đã nằm trong tay lực lượng chức năng. Ở một diễn biến khác, Tân cũng tỉnh lại và nhận tin bố mình qua đời. Chẳng những vậy, đàn em của Tân còn nói rằng Hồng chính là người bắn Hưng Khẹt. Nghe tin bạn thân giết bố, Tân vô cùng bàng hoàng. Liệu hắn có tìm Hồng trả thù? Mày có nhìn thấy không mà nói? Bố tao làm sao hả? Thằng nào bắn bố tao? Tân hỏi đàn em. Chính mắt em nhìn thấy. Chúng đã nói là thằng Hồng bắn bố anh, đàn em của Tân trả lời. Ngoài ra, Diễm cũng lộ mặt thật trong tập này, chính là người ở bên quân giả. Sau khi Hưng Khẹt chết, Diễm đã trở về bên quân và hắn hứa cho cô cả cơ đồ. Sau khi kế hoạch ám sát Hưng Khẹt kết thúc, Diễm trở về bản mây và được ông trùng quân giả chào đón. Mừng em trở về. Em yên tâm, anh xây dựng tất cả chỗ này là dành cho em. Anh sẽ thực hiện lời hứa của mình, quân nói với Diễm. Liệu Diễm có thực sự là người của quân già hay sẽ hợp tác với Hồng bắt ông trùm? Mời quý vị đón xem chi tiết tập 23 phim Độc Đạo lên sóng lúc 21:40 tối nay trên VTV3. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng thông tin 24 giờ. Đừng quên nhấn like, subscribe ủng hộ. Cảm ơn.